Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Sự kiện tại Wano được xem như phiên bản thứ hai tại trận chiến Marineford 2 năm trước, dẫn đến cái chết của Ace và Râu Trắng. Thậm chí nó còn khốc liệt hơn trước, khi không chỉ đơn giản là giữa hải quân và hải tặc, mà còn hội tụ rất nhiều thế lực giữa các hải tặc với nhau, lại có thêm sự góp mặt của hải quân Nam Vùng. Và Thánh Oda cũng đã từng khẳng định, sự kiện Wano lần này sẽ khốc liệt hơn trước. Thậm chí, số lượng nhân vật máu mặt hy sinh cũng không chỉ dừng lại ở con số 2 mà nó còn nhiều hơn thế. Ok, hôm nay mời anh em cùng Bí Tư Hoàng dự đoán 10 nhân vật có thể sẽ hy sinh trong arc Wano. Trước khi vào video, nếu anh em thấy video này không hay thì hãy like, còn nếu không thích thì subscribe để ủng hộ cho tớ nhé. Kamsahamnida, ý nhầm, arigato. Bà hàng trong danh sách này, con trai của Big Mom, người xấu trá quỷ lếu lều, Charlotte Perospero. Ở chapter 878, hắn đã may mắn thoát chết sau pha đánh bom tự tử của Pedro. Đổi lại, tên lếu lều đã bị thương rất nặng, kèm theo đó là cánh tay phải ra đi. Cũng chính vì tận mắt chứng kiến cái chết người chú của mình, Carrot quyết định dồn hết hận thù lên người Perospero, thậm chí còn rủ thêm cả Wanda đánh hội đồng nữa cơ. Trong chapter 995, mẹ lớn quyết định bỏ mặc con trai trước vòng vây kẻ địch để lăn đến lâu đài hỗ trợ Kaido, mặc dù dựa trên sức mạnh mà Perospero nắm giữ. Trước đây, hắn dễ dàng chặn được đòn tấn công, đồng thời đánh bại Pedro, thì đương nhiên, hắn cũng có khả năng đánh bại cả Wanda lẫn Carrot. Tuy nhiên, lần này khác với lần Pedro đối đầu, cả hai người họ bây giờ đều đang trong trạng thái Sulong, đạt đến sức mạnh cao nhất mà một người tộc mình có thể đạt được. Nếu Inorashi và Nekomamushi dễ dàng hạ gục được Jack trong trạng thái này, thì cả Wanda lẫn Carrot cũng sẽ tìm cách giết chết Perospero, trả thù cho Pedro. Tiếp theo, không ai khác, chính là cựu đội trưởng đội 1 bằng râu trắng, Phượng Hoàng Marco. À, lần đụng độ tại chapter 995, anh cho thấy sức mạnh của mình không chỉ dừng lại ở việc hồi phục, mà còn có khả năng tấn công khi đốt cháy cả ngọn lửa từ Prometheus. Nhưng đến cuối cùng, đương nhiên để mà nói rằng ở cấp độ đội trưởng không thể sánh được với Tứ Hoàng, anh dễ dàng bị mẹ lớn vặt lông. Quay trở lại với trận chiến, khi có sự can thiệp của hai chị em nhà tộc Minh, Big Mom đã bỏ qua việc giết Marco. Thay vào đó, bà lập tức phóng ngay vào lâu đài cùng song kiếm hợp bích với Kaido. Do đó, nhằm tránh việc hai Tứ Hoàng hợp sức lại với nhau dẫn đến vĩnh cảnh tồi tệ nhất, Phượng Hoàng Marco sẽ tìm cách đu càng ngăn cản mẹ lớn. Bởi ngoài anh lúc này, không còn ai đủ sức đuổi theo bà nhờ vào khả năng bay từ Zeus và Prometheus cả. Khi đó, một trận chiến thực sự sẽ nổ ra giữa Big Mom và Marco, chứ không chỉ dừng lại ở pha xử lý cồng kềnh ngay đầu game. Cho nên, nhiều khả năng Marco sẽ tử trận trước một Tứ Hoàng. Đổi lại, mẹ lớn cũng sẽ bị thương rất nặng. Ở vị trí thứ 8, Inorashi. Với trạng thái Sulong, ông và nhóm cầu hồng bao đã giã hành Kaido ngay từ đầu. Vậy mà đến thời điểm hiện tại, khi sinh vật mạnh nhất thế giới hóa từ long quang sang dạng người, hắn đã khiến cho 9 bao kiếm đỏ tiến gần hơn với bảo vực đắp chiếu. Cho nên, trong lúc chờ đợi thằng Tần Ngũ Hoàng lên được đỉnh mái vòm, thì 9 người trong số họ có thể sẽ gặp thương vong. Nếu dựa vào cách thức chiến đấu của Inorashi, mặc dù ông thuộc giống loài chó nhưng lại mang phong cách vô cùng hổ báo. Cụ thể ở chapter 992, khi Nekomamushi chỉ tung một đòn duy nhất tha thù cho khuôn mặt Kaido, còn Inorashi hết đá rồi tới chém. Khi sử dụng chiêu thức Niturio cùng 4 người khác, ông cũng tham gia. Vì vậy, chính bởi sự hổ báo mà tôi nghĩ rằng không cần thiết này sẽ khiến ông trả giá bằng tính mạng của mình. Ngoài ra còn một điều nữa, vì Inorashi và Nekomamushi đều là vua của đảo Dâu, cho nên việc mất đi một người sẽ giúp cho tộc Minh được thống nhất. Bởi các cụ có câu, một rừng thì không thể có hai hổ, một nước chẳng thể có hai vua. Đối với Nekomamushi, thuộc hạ trung thành nhất của ông là Pedro đã chết. Chính vì vậy, nếu mất thêm vị vua nữa, họ nhà mèo sẽ mất đi những nhân vật chủ chốt. Ở vị trí thứ 7, Kikunozo. Ngay trong chapter 993, khi Kaido tỉnh dậy sau nhát chém gãy ngứa từ chú thức Nitorio, hắn tung tuyệt kỹ chém gió thân sâu, tạo ra những nhát chém sắc như dao cạo. Kiku cũng vì một phút lơ là mà bay luôn cả thanh kiếm lẫn cánh tay trái của mình. Đây chính là thương vong đáng kể đầu tiên mà cầu hồng bao nhận phải. Với việc chiến đấu bằng một tay, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu non trẻ, Kiku có thể sẽ chết dưới tay Kaido. Bởi vốn dĩ trước đây, khi Oden chinh chiến ngoài biển cả cùng đám cầu hồng bao trên tàu râu trắng, Kiku vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa được cầm kiếm. Mãi đến 20 năm sau, cô mới chính thức thay thế vị trí người anh Izo của mình phục tùng cho nhà Kozuki. Quay trở lại với tên phản bội Kanzuro, bằng pha lật mặt như lật bánh tráng, tưởng rằng Kinemon sẽ là người kết thúc cho cuộc đời của hắn.
Nhưng không, Thanh Oda đã để cho Kiku làm điều này. Có lẽ Oda muốn cho cô một khoảnh khắc spotlight trước khi lên bàn thờ, vì khi đối đầu với một kẻ mạnh như Kaido, Kiku sẽ không có thời gian tỏa sáng, đồng thời thể hiện sức mạnh cho độc giả thấy. Ở vị trí thứ 6, Asura Dochi, hung thần vùng Kuri, với sức mạnh được đánh giá tương đương với 100 người, Asura dễ dàng chém trách 100 bộ ba tam tài bách thú không chừa phát nào. Chính bởi sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Sau khi nhận thất bại vào trận đánh 20 năm trước, ông đã trở nên thất vọng, tiếp tục quay trở lại làm giang hồ full time dưới cái tên Sutenmaru. Cho đến khi Kinemon cùng những người đồng đội khác quay trở lại lập một kế hoạch phục thù, Asura đã từ chối tất cả vì không muốn bất kỳ người đồng đội nào của mình phải hy sinh thêm nữa. Cũng nhờ vào tính cách này, ở trận chiến với Kaido, Asura sẽ nhận ăn đòn chí tử thay cho một thành viên cầu hồng bao, chấp nhận chết thay người đồng đội nhằm bù đắp cho những tội ác mà ông đã gây ra trong quá khứ. Tiếp đến, thủ lĩnh 9 bao kiếm đỏ Kinemon. Vào 20 năm trước, phu nhân Toki đã sử dụng năng lực trá quỷ của mình đưa anh du hành thời gian. Nhờ đó, anh vẫn giữ mãi tuổi 36 không hề già đi. Điều này đồng nghĩa với việc sức mạnh kiếm thuật cũng như kinh nghiệm chiến đấu không khác gì 20 năm trước. Nếu Asura Dochi, Denzero cùng những người khác ở lại ngày càng mạnh mẽ hơn, đổi lại Kinemon dường như vẫn dậm chân tại chỗ, bằng chứng là Kiku đã dễ dàng giết chết Kanjuro. Dù vậy, nhưng anh bằng cách nào đó vẫn có thể chém xuyên cái lớp da cứng cáp của Kaido, thậm chí còn sử dụng kỹ thuật Nitoryu thành thục không thua kém ai. Cho nên, với cương vị là thủ lĩnh, đồng thời mang sức mạnh ở tuổi 36 không thua kém gì những người bạn ở tuổi 56, Kaido chắc chắn sẽ nhắm đến Kinemon đầu tiên bởi có hai lý do. Thứ nhất, hạ gục được thủ lĩnh sẽ khiến cho cửa hồng bao mất đi ý chí chiến đấu. Thứ hai, nhằm tránh tương lai về sau, Kinemon sẽ lại tổ chức một cuộc đảo chính lần nữa. Hay điều này hồi tụ đủ yếu tố đe dọa đến Kaido, Kinemon sẽ là mục tiêu ưu tiên mà Kaido nhắm đến. Ở vị trí thứ tư, bác sĩ tử thần Lo. Lý do khiến mình nghĩ đến Lo chính là bởi trả quỷ OP trị giá 5 tỷ berry của anh. Trước đây, Doflamingo có từng đề cập đến khả năng tối thượng của loại trái này về việc khiến cho một con người trường sinh bất lão hay bất tử tùy theo bản dịch. Trong chapter 996, dường như cửa hồng bao đều bị Kaido đánh gục, cơ hội trước mắt chỉ còn trông chờ với Luffy có lên máy vòm kịp thời hay không. Trong khi đó, Kid cũng liên tục đi gom ve chai, tạo thành một loại vũ khí mang thương hiệu Baton Vlog, tiến thẳng lên nóc lâu đài, rửa hận với Kaido. Còn Lo thì đi tìm kiếm tấm hồng phiến nhằm khám phá bí mật về dòng họ đi. Nhưng hồng phiến ở đâu không thấy, chỉ thấy mỗi tấm polyclip bình thường. Từ đây sẽ tạo nên động cơ cho Lo tìm đến Kaido, truy hỏi vị trí tấm hồng phiến mà hắn nắm giữ, tạo ra cuộc chiến giữa Kaido và ba siêu tân tinh, Luffy, Kid và Lo. Vì thế, đã có một giả thuyết đưa ra về cơ hội thắng của ba người này. Luffy nhờ vào phong cách chiến đấu đụng là đập sẽ bị Kaido đánh cho thừa sống thiếu chết. Lo trong tình thế nguy cấp có thể phải sử dụng đến khả năng tối thượng của trái OP mà Doflamingo từng nhắc đến, bóp máu lại cho Luffy. Đồng thời chắc ai cũng đã biết, cái giá phải trả khi sử dụng nó chính là tính mạng của chủ nhân. Ở vị trí thứ 3, Kid ve chai. Như mình đã nói ở trên, cuộc chiến cuối cùng sẽ là cuộc đối đầu giữa Kaido và ba siêu tân tinh. Khác với Lo, cả Luffy và Kid đều mang phong cách chiến đấu đơn thuần là phi không số lui. Ở chapter 996, Kid đã chuẩn bị rất kỹ bằng cách đi gom ve chai trước khi đối đầu với Kaido. Trước đây, cũng vì lần chơi ngu mà chọc vào hang ngổ của Shanks nên thằng đầu đỏ lại bị mất một cánh tay. Lần thứ hai chơi dại lại bị Kaido tống thẳng vào tù. Dựa vào tính cách không thua bố con thằng nào, lần này cho dù có thua, Kid cũng sẽ không bao giờ khuất phục trước tứ hoàng. Kaido từ đây cũng có động cơ kết liễu Kid, bởi tên này vừa không có giá trị sử dụng, thậm chí còn gây nguy hiểm cho hắn. Hơn nữa trước đây, trong chapter 795, khi tự tử thất bại, Kaido cũng nói rằng, nhanh lên nào Joker, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng của ta đi. Tức Kaido đang muốn một trận chiến lớn bằng cách không giết Kid mà nhốt vào tù, chờ đợi một ngày nào đó hắn sẽ quay lại trả thù cùng với một lực lượng khủng bố, tức trận chiến hiện tại. Chính vì vậy, Kaido luôn sẵn sàng hạ sát bất kỳ kẻ nào mà hắn đã ghim từ trước. Ở vị trí kế cuối, Big Mom. Với việc giết chết Marco như mình đã đề cập ở trên, chắc chắn bà sẽ không thể nào thoát khỏi aura nhân vật chính. Bởi trong trận chiến thượng đỉnh, chính Marco đã chủ động ngăn chặn Akainu giúp Luffy trốn thoát, thêm vào đó lại còn chủ động cùng Nekomamushi bay đến Onigashima hỗ trợ Liên minh Đồng Nát lật đổ Liên minh Hai Tứ Hoàng. Chưa kể đến, 500 anh em cựu thuyền viên băng râu trắng sẽ tìm đến mẹ lớn tính sổ.
tại Aguano này, ngay từ pha combat đầu tiên đã thấy Phượng Hoàng không có khả năng hạ gục Big Mom, nhưng đổi lại, mẹ lớn cũng rất khó khăn khi hạ gục Marco bởi ngọn lửa Phượng Hoàng, do đó mà bà cần tới thằng con trai dương cung bắn chim. Cho nên, chắc chắn Big Mom sẽ bị thương nặng nếu cố gắng vượt qua hàng phòng thủ của Marco. Nếu không may mắn nữa, một nhân vật nào đó nấp gió chờ bão, điển hình như Usopp, sẽ ra tay kết liễu Big Mom, nhờ đó mà cậu tiếp tục trở thành thánh nhân tương tự như sự kiện Dressrosa. Ở vị trí cuối cùng, Kaido. Ngay từ đầu Aquano này, Kaido được xem là boss cuối cần phải hạ gục nếu Luffy muốn đưa Momonosuke lên làm Shogun, mà theo số lần tự tử bất thành của hắn, chẳng khác nào khẳng định hắn bất tử. Cho nên, sẽ không có chuyện nhóm liên minh đồng nát đánh bại hắn rồi giao nộp cho hải quân như Doflamingo, bởi ngay cả chính phủ cũng bó tay cơ mà, chỉ còn cách tự dựa vào bản thân. Trước đây, Oden được xem là samurai duy nhất đủ sức giết chết Kaido nhờ vào haki vũ trang cấp cao cùng hai thanh bảo kiếm. Luffy hiện tại đã có cho mình haki vũ trang cấp cao, kèm theo đó Zoro có cho mình các thanh bảo kiếm mà Oden từng sử dụng. Nếu hai người họ thật sự kết hợp với nhau, may ra có khả năng sẽ hạ gục được Kaido. Ngoài ra còn một lý do khác bắt buộc Kaido phải chết đến từ hòn đảo Onigashima. Đây được xem là căn cứ của băng bách thú. Hiện tại, hắn đã điều khiển hòn đảo bay lên biến thành một pháo đài chính hiệu. Chính vì vậy, nếu muốn bảo vệ được Wano, băng bách thú phải bị giải tán. Không thì chúng sẽ trở thành mối nguy hiểm cho mọi quốc gia, chứ không riêng gì Wano. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu dự đoán 10 nhân vật có thể sẽ hy sinh trong Arc Wano. Nhưng mà khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!